quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Tây bão số 1, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ, đảo Quan Trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 10 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Đến 22 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy, hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông ngày 2 tháng 7 còn có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngày 2 tháng 7, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Phía đông bắc, vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo trong chiều và tối 2 tháng 7, sóng lớn kết hợp triều cường có thể gây sạt lở bờ biển, ngập úng ở vùng trũng thấp, ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Từ ngày 3 tháng 7, gió mạnh do bão giảm dần. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ chiều tối và đêm 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Riêng khu vực đông bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.